Bảo Bảo xin chào tất cả các đẹp trai xinh gái, chúc các bạn vui vẻ. Các bạn ơi, hôm nay mình quay trở lại với trò chơi Murky Master Monster Party. Mình sẽ kết hợp và điều khiển các con quái vật siêu to khổng lồ đi chiến đấu với những con quái vật của quân địch. Các bạn hãy xem hết video và cổ vũ cho mình nhé. Các bạn đừng quên ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nhé, để mình có động lực làm các video lần sau hay hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Video chỉ mang tính chất vui vẻ và giải trí, không cổ vũ cho những hành động bạo lực đi ngược với pháp luật của Việt Nam. Wow, con bot kìa, không biết con này gọi con gì mà ba đầu luôn các bạn ơi. Các bạn biết con này con gì không? Hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết tên nha. Cố lên em ơi, yeah, thắng rồi. Con quái vật ba đầu hình dạng con này kỳ lạ quá các bạn ạ, mình không biết nữa. Wow, con địch cũng có một người nhện và hai con hắc ri màu tím. Con mình có ba con khi hai đầu và hai con búp bê Poppy các bạn ơi. Ok, mình sẽ chuyển con búp bê Poppy xuống dưới. Ô, sao nhỉ, sao không được nhỉ? Ở chuyển lên được không, chuyển xuống được? Góc này bị lỗi rồi các bạn ạ, lỗi thật rồi, không chuyển xuống được. Ô, sao không được? Không được, góc này bị lỗi rồi. Cứ kệ thôi, tấn công thôi anh em ơi. Xông lên nào, chiến thắng người nhện đi các bạn ơi. Chết chết người nhện đi, cố lên này. Người nhện, tuổi gì người nhện này. Người nhện này, đã chết rồi. Yeah, thắng rồi các bạn ơi. Ok, đây rồi đôi giày. Đội bạn tuổi gì. Trời ơi, con địch có 3 cậu bé vàng, 2 hookie 3, 2 hookie 2 đầu và 1 con kiwi willy. Tuổi gì, đúng không, nó vẫn bị lỗi các bạn ạ. Ok, mình kết hợp 2 con búp bê Poppy tạo ra con gấu phét đi các bạn ơi. Gấu phét đi, người này xấu thế, cũng bị lỗi luôn này, không chuyển ra ngang được này. Mình chuyển lên được, chuyển sang ngang không được. Mình xin thêm mấy cậu bé vàng nào, cậu bé ma quái nào. Cậu bé ma quái, kết hợp 2 cậu bé ma quái, được 1 con thỏ ma quái các bạn ơi. Con thỏ ma quái ở game này cầm 2 cái nắp vùng màu đỏ các bạn ạ. Ở các game khác thì nó cầm nắp vùng màu đen này, cầm 2 nắp vùng màu đỏ. Skin bắn ra rất là đẹp. Cái skin bắn ra là cái trưởng gì nhìn tròn tròn lạ mắt. Mình lại thắng rồi các bạn ơi. Quân địch có 2 con Kili Willy, 2 con thỏ Bunny và 1 em bé ma quái. Ok, mình xin thêm em con bé ma quái, kết hợp được thêm 1 con thỏ nữa nào. Chuyển xuống nó lại thỉnh thoảng lại được, lúc thằng lại mất. À được rồi này. Ok, tấn công thế nào. Ok các bạn ơi, cổ vũ cho mình đi nào. Cố lên Kili-Willi này. Kili-Willi cũng bị hắc kỳ hai đầu của mình đập chết rồi, cắn chết rồi các bạn ơi. Ở các cái game kết hợp này, những level đầu thì thường chơi rất dễ các bạn ạ. Các bạn chơi chiến thắng liên tục luôn. Các level về sau này càng ngày con địch càng mạnh, mình kết hợp rất vất vả mới thắng được. Wow, mình vừa kết hợp hai con các kỳ hai đầu tạo được con Kili Willy các bạn ạ. Wow, con địch cũng có 2 con Kili Willy và 1 con gì kia. À, hình như là con Capson các bạn ạ. Quái vật Capson. Tấn công nào anh em ơi, cố lên nào. Mình lại thắng rồi các bạn ơi. Wow, quân địch có con gì ơi? Quái vật Hook các bạn ơi. Hook Monster, trời ơi. Và 2 cậu bé vàng. Con Hook ở game này như bị gù các bạn ạ. Trông giống như con ếch. Gù lưng. Gù hẳn lên. Nhưng mà rất chi là mạnh các bạn ạ. Tấn công nào, cố lên em ơi, giết chết Hook đi nào. Cố lên. Ôi trời ơi, Hook của bạn chả sụt máu gì. Cố lên nào. Yeah, thắng rồi. Ui, nhìn cái mồm nó kìa, trời ơi. Toàn răng là răng thôi. Ở mỗi game thì một khác, một nhân vật Hook nó biến đổi khác mà. Game thì nhìn rất đẹp trai, cao to đẹp trai. Ở game thì gù, như game này chẳng hạn. Quân địch cũng có 2 con Kili, 1 con gấu Freddy, 3 con thỏ, con thỏ Bunny các bạn ạ. Tấn công lên nào, cố lên anh em ơi, xông lên thành chiến thắng đi anh em ơi. Cố lên, yeah, mình lại thắng rồi. Quân mình rất chi là mạnh luôn, chưa thua trận nào các bạn ơi. Các bạn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình nhiều nha. Các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình đi nào.
quân địch có hai con Kiwi Willy, hai con Captain Munter, một con thỏ Bunny và một con gấu Freddy. Không sao, không sao. Mình đã kết hợp được thêm một con thỏ nữa rồi. Ở góc này bị lỗi, không chuyển được xuống được, không xuống được. Thôi, tấn công thôi. Cố lên anh em ơi, xông lên nào. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên nào. Yeah, mình lại thắng nữa rồi. Thắng bại tại kết hợp được không được quân mạnh thì mình sẽ bị thua thôi. Kết hợp được mạnh thì mình lại sẽ thắng. Wow, quân địch có hai con Kiwi, hai con Lucky hai đầu, trời hơn mình rồi đấy. Một con gấu Freddy và hai con thỏ Bunny. Mình vừa xin được thêm con thỏ Bunny nữa rồi. Tấn công anh em ơi, xong lên nào các bạn ơi, tay đâu, cổ vũ cho mình như nào, cổ vũ cho mình thật nhiều vào nào. Yeah, mình lại thắng rồi các bạn ơi. Wow, quân địch có con bot, con gì đây, con Hacky à? Trời, Haki gì vì lạ này, có cái sừng trên đầu các bạn ơi. Kinh chưa. Mình vừa xin thêm cái Haki màu tím rồi nào. Kết hợp lại Haki baby màu tím. Cái hai con Haki baby màu tím kết hợp được một con Haki hai đầu. Ok, lại kết hợp thêm thỏ ma quái nữa rồi. Lần này không kết hợp nhiều là không thể thắng được đâu. Không thể thắng được con bot quân địch đâu. Con Haki có sừng các bạn ơi. Rồi, xin thêm một con mình kết hợp tạo ra thêm một con thỏ ma quái nữa để tạo ra một con búp bê Poppy. Ok, đã có thêm con búp bê Poppy rồi, tổng thể có 5 con búp bê Poppy rồi các bạn ơi. Tấn công con bot đi nào, cố lên nào. Trời ơi, tưởng mạnh đến đâu, vừa xông tới một hit đã chết rồi. Yếu quá, tưởng bạn thế nào, ai ngờ chưa kịp ra đến nơi đội bạn đã teo rồi. Đội quân của mình siêu khủng luôn các bạn ạ. Từ đầu video đến giờ chưa thua một trận nào luôn. Giành chiến thắng tất cả luôn. Nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn mà mình giành được rất nhiều chiến thắng tuyệt đối luôn các bạn ạ. Tấn công nữa nào, tấn công lên em ơi, sâu lên nào. Cố lên. Trời ơi, con búp bê của mình mạnh quá. Nãy giờ bắn chưa chết lần trận nào. Vui quá, búp bê Poppy rất là mạnh luôn. 5 con này là kết hợp thành một chùm lửa các bạn ơi. Wow, quân địch có thêm con gì kia, hai con Kiwi, một con, mấy con kia là con người nhện hay con gì, nhìn nó khác quá các bạn ạ. Và 4 con búp bê Poppy. Ok, làm sao mà chiến thắng được mình, đội quân mình rất mạnh luôn các bạn ơi. Full luôn rồi, tấn công lên nha mời, xong lên nào, cố lên nào, lại chiến thắng rồi các bạn ơi. Vui quá. Video đến đây cũng là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy hay các bạn ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nhé, để mình có động lực làm các video lần sau hơn nữa nhé. Bye bye.